Con á hả? À, con biết nha. Biết gì, biết gì? Nói coi. Con là con học hết 12. Sao sao? Xong rồi con đi học đại học. Ừ. Con gặp vợ con. Ừ. Hai đứa có con. Ừ. Xong nghỉ nghe. Cái vấn đề của con là bây giờ á là con muốn đi kiếm một cái công việc khác hồi nào tới giờ đúng không? Sao vậy? Hồi nào giờ mình làm bảo vệ thì thôi bây giờ mình nghỉ chỗ này thì mình đi xin làm bảo vệ chỗ khác. Còn không bao giờ con làm bảo vệ nữa chú. Trời đất ơi, chú nghĩ sao đi làm bảo vệ một ngày mười mấy tiếng, lương 3 cọc 3 đồng. Mà nói nào ngay chú ơi, từ lúc mà con nghỉ làm bảo vệ tới giờ cái hồ sơ xin việc của con á, nó giống như là nó bị cái khuôn vậy chú. Nộp vô đâu người ta cũng không nhận hết trơn á. Bây hỏi chú á, làm gì thì chú không biết, chỉ cho bay làm cái gì. Thôi bây giờ vậy nè, giờ mình suy nghĩ đi con. Mình suy nghĩ coi là bây giờ như con vậy đó, hiểu không? Ờ phải rồi, con coi coi là bây giờ con giỏi cái gì, con rành cái gì nhất, hiểu không? Rồi mình cái đó mình phát triển lên, mình xin nghề nghiệp theo cái hướng đó. Ha, hồi nãy giờ con biết làm gì nè? Con á hả? Ờ. Con biết nha. Biết gì, biết gì? Nói coi. Con là con học hết 12. Sao sao? Xong rồi con đi học đại học. Ừ. Con gặp vợ con. Ừ. Hai đứa có con. Ừ. Xong nghỉ nghe. Xong rồi đẻ con ra. Rồi con chăm con. Ờ. Con chăm vợ. Ờ. Con phụ mẹ của bóng bò. Ừ. Rồi con đi làm bảo vệ. Ừ, ừ. Rồi con bị đuổi. Con kể cái quãng đời vô dụng của con vậy mà con vui vậy hả gái? Không, 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 không. Không, nhưng bạn nghĩ rồi. Có dụng, không. Cái vụ bán bún bò mới nhớ. Hôm rồi nè, trời ơi, bạn biết là con á, là con đứng ra con thay cho bà nhàn má con đó. Đứng nấu đám cho người ta luôn phải không? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ mình đi làm bếp. Cái gì? Làm bếp con. Đi làm bếp hả? Được không, chứ. Không được, không được, nó không có làm bếp được. Chụp bước đi. Khoan khoan, bây giờ thắng lại đi. Chụp lại. Chạy chứ không có thắng được. Ông Bảy ông thắng giùm không à. Ủa rồi rồi thì sao rồi, cái gì mà không được? Còn nhỏ đang kiếm việc làm mà không được cái gì? Nó không có làm bếp được. Sao không làm được? Trời ơi, hôm rồi là nó đứng ra nó thế cho má nó nấu đám cho người ta đó. Ông hay quá à. Trời ơi, trời, nó nấu ăn tạm thôi à. Chị ba chỉ nêm nếm hết trơn á. Nó lặt rau nó còn lặt không xong ha, nó cắt tỉa gọt thì như con rùa, không có được, nó lề mề vụng về lắm, không biết được. Từ từ, hiểu không? Tôi nói ai cũng vậy, cũng phải thử mới biết. Thiệt ra là con làm không có được. Sao mà không được? Thiệt. Mày kể coi sao mà không được? Câu chuyện nó dài dòng lắm, một lời con kể không bao giờ hết được. Hả? Bây giờ con sẽ minh họa lại cho chú Bảy coi. Cô Tư. Thôi, đây. Vào dây. Rồi, mày đem chiếc xe xịn tao đi đâu vậy? Cất qua phòng bên. Đây là một đầu bếp nổi tiếng tên là Hoa. Này tên kia. Dạ. Dọn bếp xong chưa? Dạ. Xong chưa? Dạ. Chưa lặt rau luôn. Dạ. Trời ơi. Lý Tham Hoa là tiểu Lý Phi Đao. Còn sống một cây. Trời ơi. Đó, thấy không? Thấy chưa? Tôi biết rồi. Trời ơi, có nghĩa là ông đầu bếp ông giận dữ, mọi chuyện là ông phóng dao vậy phóng hả? Phóng dao không? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Không được, không được, không được. Rồi. Con nghĩ là không bao giờ con qua khỏi được cái con trăng này, chú hiểu không? Nên con quyết định là con không có đi làm. Ừ. Con chó mà ông còn thiếu. Dạ, dạ, con thôi. Này là chó phốc nè. Nó có bị lớn mà mặt nó chắc treo không lại. Nói hay là ông chửi tôi vậy? Ôi, được rồi, được rồi. Tôi có chồng biết nha. Ôi. Tôi là mua đồ. Chị... Ông đi vô trong bếp, ông dắt con chó theo, ông vô, ông thả nó ra, nó đi vô vào trong bếp, nó ngửi. Nó làm gì chồng? Nó gửi coi là ngày hôm nay ai làm việc mấy tiếng. Nó gửi coi chú có làm biến hay không. Ông trời đào ơi. Tạo tới cái mức đó luôn đó. Con ơi, con chó mà như cái máy chấm công vậy đó hả? Trời ơi, hai cái đầu mà. Tôi với ông hợp lại không bằng cái đầu con chó đó. Ghê không? Ghê lắm, nó ghê lắm. Bảy nghĩ rồi. Con đi làm shipper đi Thái. Gì? Cái gì? Làm shipper hả? Mình đi giao hàng đó. Giống như Bảy vậy nè. Bảy đi giao bún. Trời ơi, đó mình chạy đi vòng vòng mình giao bún, hiểu không? Con thấy được không? Cũng được á con. Cũng được. Không, không được. Sao con được? Thấy là không hề được. Tại sao? Bây giờ chú Bảy đi giao bún là chú Bảy phải có chiếc xe đúng không? Ờ. Con có hai cái cẳng không xe đâu mà con đi giao. Đi bộ. Cái gì? Không rảnh luôn. Để Bảy. Tôi nói Bảy sẽ tìm những cái mối mà ở gần ở đây nè. Dạ. Chết. Nói mới nhớ. Bảy có hẹn giao cho bà Năm bún chả. Bà Năm bún chả đâu có đâu xa. Ngay đầu trên mình nè. Ngay đầu trên nè. Hiểu không? Dạ. Thái, bây giờ con thử con làm cái mối này cho Bảy coi coi được không? Vậy là nhường cái mối này cho con luôn. Được. Nghe. Bún đâu? Bún, chờ, bún. Chờ. Ê, được không? Thí dụ bây giờ bà giao bún từ bên nhà này qua nhà này giao tôi nha. Được. Bà con của bác giúp cho nó đi. Rồi vậy đi. Ây da, bà đây nè. Nè, ơi, lớn tuổi rồi, từ từ kêu mấy đứa con nít nó làm cho. Nè, nghe bà nói nè. 2 bao, hiểu không? Mỗi bao 20kg, vậy chi là 40kg bún. Bây giờ con coi là con được không? Đi bộ đó nghe. Thẳng lên. Ổn không con? Trời ơi, giao bún tao chưa thấy lời, tao để hai cái ly là tao lỗ rồi đó. Thôi thằng,
Trời ơi. Nói với bà Năm là bảy giao hiểu không rồi. Về tiền bảy tính cho. Con đi nha. Con giao được. Bảy lo quá. Sao lo? Nó cà lết vậy. Tới bà Năm chắc bà Năm dẹp hàng luôn quá Tư.